Và đây sau khi mình đã hoàn thành một cái nồi cháo rắn này các bạn nhìn thấy nè, đu đủ nó vừa chín tới ha, rắn nó cũng vừa chín tới và nấm rơm thì mình cũng mới bỏ vào nó cũng rất là ngon. Nêm nếm thì mình nêm cho nó vừa ăn nha các bạn, nêm cho nó vừa ăn với cái khẩu vị của gia đình mình ha. Đây là các bạn nhìn những cái khúc rắn nó rất là hấp dẫn luôn, nấm rơm thì nó rất là ngọt luôn. Món ngon mỗi ngày xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng vào bếp để làm món rắn nấu cháo nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cái thành phần nguyên liệu gồm có như thế nào ha. Để có một nồi cháo ngon thì nguyên liệu mình gồm có đây là một cái con rắn hổ mây, rắn lông thừa đó các bạn. Thì lúc nó còn sống thì 9 lạng rưỡi, mà bây giờ mình mần ra thì nó còn 800g nha các bạn. Và đây củ nghệ, cái này là củ nghệ mình sắc ra sẵn nha các bạn. Thì cái củ nghệ các bạn nếu mà mình thích ăn không thích sắc thì các bạn đập. Nghệ thì mình làm nhiều nha các bạn, tại vì nghệ nó rất là tốt cho sức khỏe, đẹp da bổ máu rất là tốt, nên mình sẽ sử dụng nghệ nhiều ha. Đây là hành lá, hành lá thì mình lấy cái phần lá của nó mình cắt ra để một chút mình phi, còn cái gốc thì mình sẽ bỏ vô nồi cháo mình cắt một khúc dài các bạn ha. Còn đây là sả nè các bạn, sả thì mình lấy cũng khoảng 200g sả, các mình đập dập ra nha các bạn, mình cắt khúc luôn. Còn đây là hành lá để một hồi mình phi lên ha. Còn đây là đu đủ nha các bạn, thì mình lựa cái đu đủ là mỏ dịch thôi, mỏ dịch là có nghĩa là nó hơi chín chín tí xíu các bạn. Còn các bạn nếu mà không thích ăn gì thì các bạn lấy đu đủ mà nó còn trắng tươi cũng được nữa ha, nó còn sống trắng vậy nè, hơi hơi vậy cũng được, nhưng mà chín quá thì nó không ngon nha các bạn. Còn đây là nấm rơm, nấm rơm thì sau khi mình sơ chế mình rửa sạch, nấm rơm các bạn lựa cái nấm cho nó búp búp cho nó ngon ha, mình để nguyên nấm luôn. Còn nếu trường hợp mà cái nấm nó to quá thì chẳng hạn như mấy cái nấm này nè các bạn, mình sẽ chẻ nó ra, chẻ đôi ra nha các bạn, mình sẽ chẻ đôi ra, còn nấm nhỏ thì mình để nguyên luôn. Nấm rơm mình bỏ vô nồi cháo thì ăn nó rất là ngọt. Và còn đây là đậu xanh nha các bạn, thì mình sử dụng là đậu xanh nó còn nguyên vỏ ha, thì 100g đậu xanh và 100g gạo. Còn đây là củ tỏi các bạn, củ tỏi thì mình lột vỏ mình để nguyên ha, để một hồi mình bỏ vô nồi cháo thì ăn nó rất là bùi, nó rất là thơm. Còn đây là cái gia vị của nó các bạn, đây là muối nha, đây là tiêu xay, đây là nước mắm, đây là cà no, và đây là đường, và đây là bột ngọt. Và bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ bắt cái nồi cháo lên trước nha các bạn. Thì 100g gạo mình sẽ cho vào nồi luôn, và sau đó là 100g đậu xanh các bạn cho vào luôn. Thì mình sử dụng cái đậu xanh còn nguyên vỏ nha các bạn, nó mới ngon. Còn đậu xanh mà bóc vỏ rồi thì nấu cháo nó không có ngon. Rồi chúng ta đổ chung vô luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vo kỹ lại ha, và chúng ta cho nước vào. Rồi mình sẽ vo cho đậu xanh với gạo này cho nó sạch lại nha các bạn. Đây các bạn, sau khi mà chúng ta vo gạo với đậu xanh thì cho cái nước nó trong nó sạch lại ha. Bây giờ chúng ta sẽ lên lửa nha các bạn. Và mình cho các bạn cho nước thì vừa thôi, không cần nhiều. Mình nấu cho nó mau nhừ cháo ra nha các bạn. Để mình cho nước nhiều thì nấu nó hơi lâu. Và khi nào mà mình nấu sôi nó nhừ ra, lúc đó mình sẽ thêm nước vô nữa nha các bạn, thì nó sẽ nhanh hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt con rắn nha các bạn. Nếu mà các bạn mà thích ăn những cái khúc nó dài dài thì mình sẽ cắt tầm khoảng một tấc ha. Còn với mình thì bây giờ mình cắt tầm khoảng hai lóng tay là vừa rồi. Rồi bây giờ để mình cắt ra nha. Con rắn này nó khá là bự luôn các bạn. Đây, sau khi mà rắn mình đã cắt ra xong rồi các bạn, thì các bạn xem đây, mình cắt ra thì tầm khoảng chừng 2 lóng tay thôi các bạn, 2 lóng tay ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành mình nấu cháo nha các bạn. Và trong khi bắt nồi cháo lên thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ ướp rắn nha các bạn. Thì rắn các bạn sẽ cho vào một cái thau, và sau đó chúng ta sẽ cho đường vào nha các bạn. Đường thì các bạn cho khoảng nửa muỗng cơm đường ha. Mình ướp sơ trước thôi các bạn, một hồi mình mới nêm lại sau ha. Bột ngọt cũng vậy, mình sẽ cho nửa muỗng bột ngọt. Muối thì mình cho ít thôi các bạn, 1/3 muối thôi. Tới cái phần nước mắm thì mình cũng cho một muỗng nước mắm nha các bạn. Rồi, và sau đây mình cho cũng nửa muỗng cà no vào ha.
Rồi chúng ta sẽ trộn đều lên. Và còn đây là lá mía với mỡ rắn này các bạn, mình sẽ cho vào mình ướp chung luôn nha các bạn. Rồi cái này thì mình xóc lên. Chứ mình trộn thì mình sợ mỡ nó bị rách với cái phần lá mía đồ nó có bị rách ra đó các bạn. Mình xóc lên vậy được rồi. Rồi, mình để đây tầm khoảng 15 đến 20 phút thì trong thời gian đó thì cháo nó cũng đã chín rồi thì mình sẽ chế biến luôn nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy nồi cháo của mình nè. Mình nấu nước ít thì nó rất là mau nhừ, thì bây giờ mình sẽ vớt bọt ra nha các bạn. Mình sẽ vớt với cái phần bọt này ra ngoài. Đây là các bạn thấy cái hạt cháo của mình bắt đầu nó nở ra ha. Còn các bạn mà nấu nước nhiều á thì mình nấu, mình để nửa nồi nước luôn, mình nấu đủ nước mình ăn á thì một hồi nó lâu nở lắm các bạn. Mình nấu vậy nè, bắt đầu nó nở ra rồi thì bây giờ mình sẽ cho nước vào thì cũng không có muộn nha các bạn. Trong khi mình chờ đợi cháo nó nhừ ra đó các bạn, thì mình sẽ sơ chế rắm với sả nghệ nha các bạn. Thì giờ đây bây giờ mình sẽ cho dầu vô chảo nha các bạn. Sau khi mà đợi dầu nóng rồi các bạn sẽ cho tỏi vô cho nó thơm nha các bạn. Và còn đây là cái phần mà sả với nghệ của mình nè. Thì bây giờ mình sẽ chừa đầu hành lại, mình không có xào đầu hành nha các bạn, mình chỉ xào cái phần nghệ với sả này trước thôi. Thì mình để cho tỏi nó vàng lên ha, tỏi nó vàng lên. Rồi mình sẽ cho vô các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều và cho nghệ nó săn lại tí xíu. Các bạn muốn cho nghệ nó săn nhiều thì các bạn xào lâu tí xíu ha. Còn mà các bạn muốn ăn tươi thì mình xào ít thôi cũng được. Để mình xào như vậy thì cái phần sả với nghệ này nó ra rất là thơm các bạn. Với lại cái nồi cháo của chúng ta nó sẽ có cái màu rất là bắt mắt ha. Sau tầm khoảng 5 phút là củ nghệ nó chín rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần rắn này vào nha các bạn. Rồi các bạn trộn đều lên. Rồi các bạn xào sơ khoảng chừng 5 phút là rắn của mình nó săn lại là mình tắt lửa nha các bạn. Mình không có xào chín luôn ha. Rồi sau đó mình sẽ bỏ vào trong nồi cháo nha các bạn. Chứ mình xào chín luôn thì rắn nó sẽ khô cái thịt lại, nó không có ngon nha các bạn. Mình chỉ xào cho nó thấm với cái gia vị, thấm với nghệ, thấm với sả cho nó thơm. Và cái gia vị nó ngấm vô con rắn thật sự thôi. Chứ mình không có xào chín nha các bạn ha. Và bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ cho đu đủ vô nha các bạn. Mình sẽ cho hết vô luôn các bạn. Đu đủ thì mình sắc miếng lớn nha các bạn, mình sắc miếng mỏng thì ăn không có ngon. Đu đủ này khi mà mình nấu chín thì ăn nó rất là bùi, nó rất là ngon luôn. Sau khi mà mình bỏ đu đủ vô được tầm khoảng 5 phút rồi các bạn, thì mình sẽ bỏ rắn vô luôn nha các bạn. Mình sẽ cho cái chảo rắn này vào trong cái nồi cháo luôn nha. Mình sẽ tráng nước ở trong cái chảo này mình cho vô luôn các bạn. Tại nước này nước nghệ rất là ngon nè. Và lúc này bắt đầu mình nêm luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nêm lại cho nó vừa ăn luôn nha các bạn. Trước tiên mình sẽ nếm thử cái nước của nó coi nó thiếu cái gì nha các bạn. Mình phải nêm coi nó ngọt cỡ nào và nó như thế nào. Mình bắt đầu mình bỏ vào ha. Mình sẽ cho thêm một muỗng ăn cơm nước mắm vào nha. Rồi mình sẽ cho cà no vào các bạn. Một muỗng cà no ha. Bây giờ một chút mình còn nấm rơm nữa thì bây giờ mình sẽ cho đường nó hơi nhẹ tay tí xíu nha. Các bạn sẽ cho nửa muỗng đường nữa ha. Nửa muỗng đường. Muối thì các bạn cũng cho nửa muỗng muối nha. Nửa muỗng muối. Còn đây là bột ngọt. Bột ngọt mình sẽ cho một muỗng bột ngọt nha các bạn. Đây một muỗng bột ngọt. Mình nấu cái này thì đu đủ á, nếu mà các bạn mình đang nấu á, mà mình nêm á, mà đu đủ nó chín quá thì mình sẽ vớt đu đủ ra trước nha các bạn. Và kể cả rắn cũng vậy. Thì mình sẽ lấy một cái dĩa hay một cái mâm nào đó, mình vớt đu đủ với rắn mình để riêng ra và mình nêm nồi cháo. Khi nào mà bắt đầu mình dùng á thì mình sẽ bỏ vào lại các bạn, mình chỉ cần đun lửa lên là mình dùng được nha các bạn. Thì để mình tránh trường hợp là rắn với đu đủ á, nó rục quá thì nó sẽ mất cái ngon cái nồi cháo của mình. Và bây giờ rắn nó chín rồi các bạn, mình sẽ vớt rắn ra ngoài trước ha. Mình để rắn nó chín quá thì nó sẽ không ngon, đu đủ thì nó chưa có chín. Đây các bạn, sau khi mà mình rắn nó chín rồi thì mình vừa tới mình vớt rắn ra trước nha các bạn. Và mình tiến hành mình nêm và mình làm thêm một vài công đoạn nữa thì cái nồi cháo của mình nó được hoàn chỉnh. Bây giờ mình sẽ cho củ tỏi vô luôn nha các bạn. Và bây giờ nấm rơm mình sẽ cho vô luôn ha.
Đây các bạn thấy nè, nhìn hấp dẫn ghê chưa. Đu đủ của mình thì nó cũng gần chín rồi các bạn. Thì bây giờ mình nêm và mình làm thêm một vài công đoạn nữa thì cái nồi cháo của mình xem như nó hoàn chỉnh nha các bạn ha. Khi mà nấm rơm, đó là nấm rơm chúng ta bỏ thẳng vô luôn chứ mình không có xào nha các bạn. Các bạn xào thì nấm rơm nó mất cái độ giòn và nó mất cái độ ngọt đi, nó không có ngon. Các bạn bỏ thẳng lúc nó còn sống, mình bỏ thẳng vô nồi cháo luôn thì nó rất là ngon. Và bây giờ sau khi cháo của chúng ta đã chín rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ phi hành để mình bỏ vào trong nồi cháo nha. Rồi mình sẽ cho dầu ăn vô nha các bạn. Các bạn cho ít thôi, tại vì dầu nhiều quá nó cũng không ngon. Rồi tầm bao nhiêu đó được rồi ha. Các bạn đợi dầu nóng rồi mình sẽ cho hành vô nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho hành lá vô. Nếu mà các bạn sợ mình canh không có chuẩn ha, thì mình sẽ chuẩn bị một cái chén nước kế bên nha các bạn. Mình chuẩn bị một cái chén nước kế bên và chúng ta sẽ xem cái lá hành bắt đầu nó tái lại, nó trắng lại nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt lửa nha. Mình tắt lửa. Rồi bây giờ các bạn thấy hành nó vàng không, mình cho nước vô. Rồi thì cái lúc này là nó có nước vào rồi các bạn, thì nó sẽ không có bị khét. Nếu mà các bạn canh không chuẩn thì mình làm cách đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hành vô trong nồi cháo nha các bạn. Đây các bạn, sau khi mình cho hành vào nè, các bạn nhìn cái nồi cháo của mình nó thật sự là rất là hấp dẫn và rất là thơm nha các bạn. Hành này thì nó tái lại, nó đen lại chứ không phải là nó bị khét nha các bạn, nó tái lại. Và cái nồi cháo của mình thì mình nêm nó vừa ăn rồi các bạn. Thì bây giờ đến lúc này mình sẽ cho tiêu vào nha các bạn. Mình cho tiêu ăn nhiều hay ít là tùy theo gia đình mình ha. Nếu có bé thì mình không có nên cho tiêu, hoặc là mình cho tiêu ít để cho nó có cái mùi nó thơm. Mình sẽ cho khoảng 1/3 muỗng cơm tiêu đó cho vào đây. Rồi đây cái phần đầu hành của mình lúc nãy đây, mình sẽ cho vô luôn, nó đã chín rồi. Thì bây giờ rắn là thì mình sẽ bỏ vào ngược lại nha các bạn, bỏ vào ngược lại. Rồi và đây, sau khi mình đã hoàn thành một cái nồi cháo rắn đây các bạn, các bạn nhìn thấy nè, đu đủ nó vừa chín tới ha, rắn nó cũng vừa chín tới và nấm rơm thì mình cũng mới bỏ vào, nó cũng rất là ngon. Nêm nếm thì mình nêm cho nó vừa ăn nha các bạn, nêm cho nó vừa ăn với cái khẩu vị của gia đình mình ha. Đây nè các bạn, nhìn những cái khúc rắn nó rất là hấp dẫn luôn, nấm rơm thì nó rất là ngọt luôn. Và đây các bạn, sau khi mà chúng ta hoàn thành một cái tô cháo rắn của mình rồi các bạn, đây các bạn thấy nè, rắn của chúng ta nó vừa chín tới, nó rất là mềm luôn. Và đây là những cái nấm rơm ha, cộng với đó là đầu hành nè, củ tỏi, đu đủ, xả nghệ, thì nó sẽ cho ra cái nước cháo của mình nó rất là hấp dẫn các bạn. Nhìn nó có màu vàng vàng thì nó rất là hấp dẫn luôn. Những cái miếng thịt rắn của chúng ta thì nó rất là vừa ăn, nó vừa chín tới thôi chứ mình không có để cho nó rục nha các bạn. Nếu mà các bạn mà bỏ vô mà mình nấu hoài nó rục ra thì rắn của chúng ta nó sẽ mất đi cái độ ngon. Rắn thì mình kiếm được những cái con rắn mà nó mập á, thịt nó nhiều các bạn. Còn mà những cái con rắn mà mình không biết lựa thì những cái con rắn nó ốm á thì thịt nó sẽ không có ngon ha. Đây cái những cái con rắn này là mỡ nó rất là nhiều nè các bạn thấy nè, nguyên một đùm mỡ luôn, thì chứng tỏ là con rắn này rất là mập, rất là hấp dẫn luôn các bạn đúng không? Nhìn hấp dẫn quá. Mấy cái củ xả này nè các bạn, xả và nghệ thì mình ăn rất là ngon nha. Mấy củ xả cái phần gốc này nè các bạn, mình ăn cháo mình húp nó, mình nhai nó thì nó rất là ngọt. Cái nước rắn mà nấu cháo này với nghệ với xả thì nó sẽ cho ra cái nước màu vàng óng ánh như nè các bạn, rất là ngon, rất là hấp dẫn. Rồi bây giờ mình xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn thực hiện cái món rắn nấu cháo này thành công ha, để cho gia đình mình có thêm một cái món ăn thật là ngon và hấp dẫn. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ để mình sẽ ra nhiều video hay hơn nữa để chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video sau.